Liên quan đến vụ việc một đối tượng tự xưng là bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ và giới thiệu một cuốn sách, khẳng định chỉ đọc và làm theo cuốn sách mới có thể chữa bệnh. Phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đưa ra cảnh báo. Đối tượng mạo danh đã sử dụng danh xưng lập lờ liên quan đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sao chép logo, ảnh bìa trang fanpage chính thức của bệnh viện để kinh doanh các mặt hàng thuốc trái phép. Điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, tạo những tư tưởng sai sự thật, lệch lạc trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định, bệnh viện chỉ có một địa chỉ duy nhất tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bệnh viện và cán bộ nhân viên bệnh viện không bán thực phẩm chức năng và không bán thuốc ngoài phạm vi bệnh viện, nhất là qua các trang mạng xã hội, người dân cần hết sức tỉnh táo thận trọng để không bị tiền mất tật mang.